Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay giữa Thiên Tài Liễu Đại Hoa và Đại Ma Đầu Quý Cường. Trận này diễn ra năm 2015, Quý Cường cầm đỏ đi tiên, còn Liễu Đại Hoa cầm đen thủ hậu. Trận đấu rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。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 Pháo 4 mm 5, chiếu tướng, sát cục. Trên đây thì Liễu Đại Hoa đã buông cầu nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.